Chào mừng các anh các chị quay trở lại kênh Nhà Khung Thép Nhật Bản Em Cường đang có mặt tại vị trí mà cách đây một thời gian em Cường đã chia sẻ với các anh các chị về Nhà Khung Thép Thế Hệ Thứ Bảy Thế nhưng hôm nay em Cường đứng tại đây thì công trình đã tiến hành xây tường tầng 1 và lắp đặt tấm tường ALC tầng 2 Và lý do tại sao công trình này lại được xây tường tầng 1 và tấm ALC tầng 2 thì đó là do bên em Cường có đề xuất với chủ đầu tư là tầng 1 xây gạch, tầng 2 làm tấm ALC để có một cái trải nghiệm khi xây tường gạch hay tấm ALC trên hệ khung thép thế hệ thứ 7 nó sẽ như thế nào. Thế thì uh, trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay là xây tường trên hệ khung thép thế hệ thứ 7 thì mời các anh các chị cùng em lướt qua một vòng công trình để các anh các chị có thể hình dung ra tổng thể và em cường sẽ phân tích chi tiết khi em đi vào phía bên trong mời các anh các chị anh các chị ạ. À. Tại sao em lại lấy cái cốc nước này ở đây? Là bởi vì là nếu như mà em dậm mà cái sàn này nó mà rung thì cái nước này nó sẽ song sánh này. Các anh các chị à, em em lại gần gần đây này. Đây nha em em động tay này. động tay là các anh các chị nhìn thấy nước rung luôn. Thế nhưng mà vừa lấy khi mà em uh, tiến hành em em dậm em em nhảy thì không hề thấy cái nước ở trong cái cốc này nó rung lên một tí nào các anh các chị ạ. À. Mà em để cái cốc nước này nhá là giữa của ô sàn luôn. Đấy, giữa của ô, ô sàn luôn Như vậy là gì? Hôm nay em lại có mặt tại đây Để giới thiệu với các anh các chị Là sau khi thi công cái phần khung của nhà thép thế thứ bảy Và đặc biệt là phần sàn đếch sóng cao Thì thực tế là cái sàn này nó có cứng Nó có chắc chắn hay không Thì uh, em Cường vừa làm một cái thí nghiệm nho nhỏ cho các anh các chị Để các anh các chị có thể hình dung được Và hôm nay em Cường xin đi vào chi tiết giới thiệu về Uh, sàn nhà thép thế hệ thứ bảy Đấy là sàn đích sóng cao Thế còn canh các, các chị nào mà Muốn biết chi tiết sàn đích sóng cao Thì có thể quay lại cái video Mà em uh, giới thiệu về phần khung và phần sàn Của uh, nhà khung thép thế hệ thứ bảy Mà em Cường uh, thu hút được uh, 80.000 uh, lượt xem Và gần hai uh, Gần 200 ý kiến uh, Của các anh các chị uh, Hỏi về cái nhà khung thép thế hệ thứ bảy Và đặc biệt là các anh các chị Hỏi em rất nhiều là sàn của nhà thép thế thứ bảy nó có chắc hay không thì em vừa làm cho các anh các chị một cái thí nghiệm nho nhỏ thế và em cường ở ở đây để bắt đầu là giới thiệu chi tiết về sàn của nhà thép thế thứ bảy hiện tại em cường đang có mặt ở tầng 1 các anh các chị ạ và các anh các chị vừa nhìn thấy em cường dẫm lên cái sàn đấy chính là cái trần mà em cường đang chỉ tay lên trên cái nhịp của cái trần uh, này là 4 mét các anh các chị ạ đối với cái sàn đích sóng cao này thì em cường vẫn nói là khả năng vượt nhịp của nó là từ 4 đến 6 mét là chúng ta không cần phải có dầm phụ. Chính vì vậy mà đối với cái đếch sóng cao này là chúng ta chỉ việc gác qua các cái dầm chính mà thôi. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái cấu tạo sàn là gì? À cấu cấu tạo trần là gì? Các anh các chị nhìn này. Cấu tạo trần là không có một tí dầm phụ nào và toàn bộ cái sóng đếch là nó tạo thành những cái sóng nhấp nhô rất là đẹp mắt các anh các chị ạ. Đối với những uh, anh chị nào mà làm uh, cái trần này cho nhà hàng này, trung tâm thương mại này Hoặc là các cái building, hoặc là các cái văn phòng cho thuê Thì hoàn toàn chúng ta có thể sơn trực tiếp cái màu Ví dụ như ở nhà này là tiến hành là sơn màu đen là xong Và chúng ta không phải đóng trần thạch cao Cũng có một cái hệ trần trông rất là đẹp Các anh các chị ạ Thế còn tiếp theo đây là các anh các chị có thể nhìn thấy là gì đây là một cái dầm vườn nhịp bao nhiêu? vượt nhịp 8 mét các anh các chị nhé Em đã giới thiệu rồi Nhưng mà cái dầm này Nếu mà chúng ta làm bê tông thì Cái dầm này nó còn nó còn phải tụt xuống thêm khoảng 30 phân nữa Thế nhưng mà đối với cái nhà thép thế thứ bảy Và cái dầm uh, bọc uh, bọc bê tông ở phía bên trong ấy Là nó chỉ cái tổng chiều cao của nó nó chỉ có 40 phân thôi Và cái sàn này nó tụt xuống là 20 phân Chính vì vậy mà các anh các chị có thể nhìn thấy đây là từ cái đáy của cái mũi âm xuống dưới đáy của cái trần là chỉ có 20 phân thôi khiến cho một cái không gian rất rộng nhưng mà cái trần nhìn nó lại rất là mảnh mai cái dầm nó không nó làm cho mình cảm thấy là nó rất là hài hòa ấy. các anh các chị ạ thế thì đối với nhà thép thế hệ thứ bảy mà chúng ta sử dụng cái hệ đích sóng cao và kết hợp với cả cái hệ dầm công bim kết hợp với cả cái hệ dầm cum hệ dầm cốt bim nhồi bê tông thì thực sự là cho một cái sàn nó rất là cứng ở phía bên trên và ở phía bên dưới là cảm hệ sàn nó rất là liền mạch. Các anh các chị sẽ tận dụng được một cái không gian từ dưới lên trên nó rất là thoáng, ấy. nó không có nhiều cái dầm phụ nó lổn nhổn ở phía bên dưới khiến cho chúng ta phải hạ cái cốt hạ cái cốt trần thế cao xuống. Thế còn em cường đang các anh các chị nhìn nhá, em cường đang đứng từ dưới này. Nên trên các anh chị nhìn cao. Mà nhà này có cao 3m6 thôi. Từ tầng 1 lên đến uh, sàn tầng 2 là có 3m6 thôi. Còn các tầng trên là chỉ có 3m3 thôi. Thế thì uh, em Cường và các anh các chị lại lên tầng 2 để xem xem là đối với cái sàn này. Thì nhà vệ sinh chúng ta sẽ chạy đường ống rồi hộp kỹ thuật các thứ kiểu như thế nào. Và các cái lỗ mở thông tầng này hay là các cái giếng trời chúng ta sẽ làm như thế nào. Mời các anh các chị lại lên tầng 2 cùng em Cường nhé. Rồi đây. đây 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 là một nhà vệ sinh này nhà vệ sinh thế thì ở trong này thợ đang tiến hành thi công khoan rút lõi các anh các chị nhé và đây là máy khoan rút lõi thế thì ở đây nó đã có một cái lỗ rồi nó đã có một cái lỗ khoan rút lõi rồi đấy thế đối với cái sàn này là chúng ta hoàn toàn chúng ta là là khoan rút lõi như bình thường không có một cái vấn đề gì cả Thế thì các anh các chị hỏi là thế tại sao không để chờ cái ống nước từ trước mà chúng ta lại khoan rút lõi? Bởi vì rất nhiều trường hợp là nếu mà chúng ta để chờ trước, sau đấy là chúng ta chúng ta lắp đặt tấm tường lên nhiều khi là để chờ đổ bê tông nó chạy xê dịch, nó không chính xác được. Trong khi nếu mà chúng ta làm tấm tường này xong, các bác đo tim, rồi đo khoảng cách, tim lỗ với khoảng cách của tường thì các bác lắp các cái thiết bị của nó rất là chính xác, nó không phải chạy đi đâu cả. Thế còn tiếp theo nữa đây là gì Các anh các chị nhìn thấy đây là một cái hộp kỹ thuật này Đấy Hộp kỹ thuật là hoàn toàn chúng ta có thể cắt được Cái hộp kỹ thuật này Đấy để chúng ta tiến hành Đi cái hệ thống thoát nước Rồi Thế còn bắt đầu chúng ta đi ra đây Chúng ta đi ra đây Rồi Chúng ta đi ra đây Bây giờ lại phải trèo lên trên này Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái giếng trời Các anh các chị ạ chúng ta phải trèo lên đây thì chúng ta mới nhìn thấy được giếng trời, thì uh, lại phải trèo lên đây rồi, rồi, nào đi lên, rồi, đây em cường đứng ở trên này, các bác ấy đang đang bắt giáo đây, rồi, thế thì uh, các anh các chị ngước lên trên, các các chị nhìn thấy cái gì không ạ? Đây là một cái ô giếng trời, đúng không? Cái ô giếng trời này hoàn toàn không có một tí nào dầm bo xung quanh Đấy Và chúng ta Hoàn toàn là chúng ta lắp đặt được cái sàn đếch sóng cao này Và chúng ta mở các cái ô giếng trời Và nếu mà các anh các chị nhìn kỹ Thì chúng ta nhìn thấy cái cấu tạo của cái sàn này Nó cao lên 20 phân Và có thêm 5 phân của cái bờ bè ở phía bên trên nữa Để tránh nước chảy xuống cho cho sàn Rồi, đây đây là chiều dày của cái cấu tạo sàn đấy Đấy Đây này, nhìn lên trên này Thì hoàn toàn có thể nhìn thấy cấu tạo của cái sàn là nó dày tới 20 phân Từ dưới trên và xuống dưới là dày 20 phân các anh các chị ạ Khi mà dày 20 phân như thế này Thì bảo làm sao mà cái sàn này nó lại cứng như thế Ở ở dưới cũng có sắt mà ở trên nó cũng có sắt Cứng lắm, Ui, đầm đau cả chân luôn các anh các chị ạ à? <laughs> Hôm trước em Cường đăng cái video là phần khung thép của nhà thép thế thứ bảy thì em cường nhận được khoảng 80.000 lượt xem và khoảng 160.000 lượt comment thì trong đấy có một cái lượng rất đông đảo của anh em ờ, khách hàng này rồi chuyên uh, ra về uh, xây dựng có hỏi em Cường là thế đối với cái hệ khung thép này thì xây tường nó như thế nào mà trong khi em Cường nói là Đối với cái hệ khung thép này Thì xây tường gạch hay tường ALC Thì đều cho chúng ta một cái uh, uh, Khả năng tiết kiệm về tài chính Rất là lớn so với nhà thép truyền thống Lý do tại sao Thì uh, mời các anh các chị sang đây 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 là một bức tường thuần xây gạch các anh các chị nhé Thế thì cái mấu chốt nó nằm ở cái chỗ như này này Đây là một cái cột của nhà thép thế thứ bảy Thì các anh các chị biết rồi các chị xem cái video đầu tiên thì sẽ thấy là gì cái cột này là được nhồi đặc bê tông có nghĩa là cái kích thước này là hình chữ nhật này là no đặc bê tông vào trong cột này rồi thì so với cái cột của nhà thép truyền thống là chúng ta sẽ sử dụng cái y hoặc h để chúng ta lắp đặt lên thế sau khi mà chúng ta xây tường thì chúng ta phải xây chèn cái hốc cột này trong khi đối với cái thằng cột này là chúng ta chỉ việc bọc lưới và chúng ta chát thôi Chúng ta bỏ qua luôn cái khâu là xây chèn Các anh các chị ạ Thế và khi mà chúng ta mà xây cái tường này ra phía bên nước ngoài Thì bản thân cái cột này nó sẽ gông vào cái tường này rất là chắc chắn Và đối với cái hệ cột này thì chúng ta giảm đi một cái lượng chi phí rất là nhiều Đấy, đấy là vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai nữa mà các anh các chị hỏi là gì Ôi anh nhìn thấy cái hệ khung thép này mà như em giới thiệu thì nó rất nhiều sắt mà nó rất nhiều sắt mà làm sao em bảo là nó lại rẻ tiền hơn được thế thì cái rẻ tiền hơn nó lại nằm ở cái chỗ này khi em đưa được bê tông vào trong cái cột này thì em mất một số tiền là a đồng đấy thế nhưng mà em lại giảm đi được một cái lượng thép ở cái phần cột y và cột h này bởi vì là cái bê tông này và cái sắt chủ này nó tham gia chịu lực thì đương nhiên là em sẽ giảm đi được sắt và bê tông thì nó là rẻ tiền và sắt thì nó là đắt tiền chính vì vậy mà chi phí cho một cái cột của nhà thép thế thứ bảy nó cứng hơn nhưng mà nó lại rẻ tiền hơn so với nhà thép truyền thống là sử dụng y và h thế thì tại sao nó lại rẻ hơn nhà thép truyền thống bởi vì là em cường không phải mất cái tiền em cường xây xây gạch vào đây xong rồi chát thì cái gạch đấy nó chỉ là xây chèn thôi nó không tham gia chịu lực như vậy là gì chúng ta vừa mất tiền để cho cái cốt liệu là cái y và cái h nó đủ khả năng chịu lực mà chúng ta lại còn phải mất chi phí để cho thợ họ xây chèn hai cái hốc đó và cái chi phí đó là chúng ta bị mất đi chúng ta không tận dụng được vào khả năng chịu lực của công trình chính vì vậy mà đối với nhà thép thế hệ thứ bảy mà khi chúng ta nhồi được cái cột uh, bê tông như thế này này thì chúng ta được uh, gọi là lợi hai thứ thứ nhất là lợi về khả năng chịu lực Thứ hai nữa là lợi về tài chính vì thợ không phải xây chèn hốc cột. Đấy. Thế còn tường thì sao? Tường thì em nói thật là em đã động viên chủ đầu tư là thôi, lẽ ra là các công trình khác là lắp đặt tấm ALC toàn bộ từ tầng 1 lên tầng 2 nhưng mà ở đây thì nó là ở ngoài đê. Thế khi mà ở ngoài đê thì các anh các chị biết rồi là nhiều khi là vẫn lo là nó nó bị ngập nhưng mà 20 năm nay ở đây không bị ngập rồi thế vẫn cứ động viên là xây uh, xây tường gạch. Đấy để ở tầng 1 nếu mà chẳng may có ngập thì cái tường gạch này nó vẫn là ok hơn là cái tường ALC. Thế và bắt đầu là từ tầng 2 là mình lắp đặt tấm ALC cho nó nhẹ và khả năng chống nóng và khả năng cách âm của cái tường gạch đấy nó nó tốt hơn. Rồi, đấy là em đã chia sẻ về cái việc mà chúng ta xây xây tường gạch lên trên cái hệ hệ khung thép nhá. đây. thế còn ở phía bên này thì các anh các chị hoàn toàn có thể nhìn thấy là gì. như cái công trình này là chủ đầu tư cũng rất là cẩn thận. Ờ, cái cột kia của em là đã no đặc bê tông rồi. thì lẽ ra là chúng ta chỉ việc bọc lưới và chúng ta chát thôi. thế nhưng mà chủ đầu tư này cũng rất là cẩn thận. quay nghiêng gạch là chúng ta sẽ xây gạch nghiêng ra phía bên ngoài để bao bọc cái cột sau đó mới chát. Thì thực ra là cái phương án này nó sẽ uh, mất một chút chi phí để cho thợ xây và chúng ta tiến hành chat thì chúng ta lại không phải bọc lưới nữa. Thế nhưng mà chúng ta lại uh, mất một chút uh, diện tích. Đấy. Thế thì uh, em Cường cũng uh, lướt nhanh thôi bởi vì là rất nhiều uh, công trình khung thép xây uh, tường gạch rồi. Thế nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì em Cường gần như là không xây uh, một cái công trình nào là khung thép và bằng gạch cả toàn bộ 100% là tấm ALC hết. Đấy các anh các chị nhá. Thế việc xây tường gạch thì nó cũng không có gì là đặc biệt cả. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 chúng ta sẽ xem cái tường ALC xây trên hệ khung thép nó như thế nào các anh các chị nhé Rồi ok. Đấy, ở cái tường tầng 2 thì ở đây là tường ALC này, đây ALC này, phía kia ALC này. Thế còn cái chỗ này là theo một leo của cái phần của cái phần thang bộ. Thang bộ nhà này là sử dụng phương án là thang đổ bê tông. Chính vì vậy chủ nhà lựa chọn cái giải pháp là cái bức tường mà ở phía cầu thang là sẽ xây gạch các anh các chị nhé. Tại sao? Bởi vì là khi mà xây gạch thì cái bê tông của bản thang này này là sẽ được đổ sâu ngậm sâu vào phía bên trong của cái bức tường này và bức tường này là bức tường 220 các anh các chị ạ. Thì đối với tường ALC là chúng ta rạch ra đến lõi thép và chúng ta hàn thép của cầu thang vào cái lõi thép đấy Và chúng ta đổ toàn khối lại Thì cũng được Nhưng mà ở công trình này Thì cái bức này là xây tường gạch Thế thì vào trong này chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm về tấm tường ALC Mà em Cường cũng muốn phân tích rất kỹ cho các anh các chị Rồi đây Đây là toàn bộ cái bức tường này là sử dụng Phòng này là tấm ALC này Đây này Đây tấm ALC đây này và ra đây thì cũng là tường tấm alc thế thì cũng lại quay lại cái góc này các anh các chị có thể nhìn thấy rất rõ là gì nếu mà chúng ta sử dụng một cái cột vuông nó no đặc như thế này mà thay vì là chúng ta sử dụng cái cột y và h thì chúng ta lại phải uh, xây chèn cái hốc này thì đối với cái công trình này tấm alc nó bọc ra phía bên ngoài cái cột và chúng ta hoàn toàn chúng ta không phải xây chèn cái hốc cột hốc dầm thì khiến cho cái chi phí của cái việc mà lắp đặt tấm tường ALC là rất là kinh tế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các anh các chị có thể nhìn thấy cái rầm đây. Đây là em đang đứng ở một cái bức tường. Mà bức tường này là đang ngồi lên trên một cái rầm vượt nhịp 8 mét. Các anh các chị ạ. Thế thì các anh các chị đã biết rồi. Cái rầm thép của nhà thép thế hệ thứ bảy là sử dụng là hệ rầm cốm bim. Có nghĩa là dầm được nhồi bê tông vào phía bên trong thế khi mà cái dầm được nhồi bê tông vào phía bên trong là nó no đặc hết nó tạo thành một cái hình khối là hình vuông luôn nó không có cái hốc của y và h uh, của cái dầm chính vì vậy mà khi chúng ta lắp đặt tấm tường này lên nhé các anh các chị nhìn lắp đặt tấm tường này lên nhé là ở trên kia là chúng ta sẽ không phải chèn vào hốc cột hốc dầm đấy, các anh các chị có thể nhìn thấy vấn đề ở đấy thế còn uh, men theo ra đây em đứng ở phía bên này rồi đứng ở phía bên này đấy lao ra lao máy ra ngoài này đấy các anh các chị có thể nhìn thấy ở phía bên ngoài này cũng thế này vì là cái tấm tường này uh, lắp đặt lên đáy rầm nhưng mà đối với cái rầm này là nó đã, đã no bê tông rồi thế cho nên là toàn bộ phía bên ngoài là chúng ta không phải xây chèn hốc của cái rầm uh, đó nữa và khi chúng ta không phải xây chèn hốc rầm thì đương nhiên là cái rủi ro về thấm rột của cái tường lắp đặt cho cái hệ nhà thép thế hệ thứ bảy này là gần như là không có chúng ta chỉ có các cái mạch này thôi đấy các anh các chị lại hỏi em cường một cái câu hỏi liên quan đến tường nữa đấy là nếu như mà xây nhà sát nhà hàng xóm thì chống thấm cho cái tấm tường alc này như thế nào thế thì các anh các chị có thể ra đây nhìn nhá cái bức tường này là bức tường sát nhà hàng xóm này đây nhà hàng xóm đây này các anh các chị nhìn thấy chưa nhà hàng xóm đây nhá và cái bức tường alc này là bức tường ALC chúng ta đang xây sát nhà hàng xóm. Thế thì khi đang xây sát nhà hàng xóm thì chúng ta có một đặc điểm là gì? Khi xây sát hai nhà sát nhau thì chúng ta sẽ không làm gì được, không còn không gian để chúng ta xử lý cái bề mặt ở phía bên ngoài của cái bức tường ALC này. Đúng không các anh các chị? Thế nhưng mà đây là một cái khi mà chúng ta lắp lên thì cái mặt phía bên ngoài và mặt bên trong là nó giống nhau. Thế thì các anh các chị có thể nhìn thấy là gì đối với một cái bức tường mà xây sát nhà hàng xóm vì cái tấm alc này là tấm khổ lớn thế cho nên là cái bức tường đấy nó có rất ít các cái mạch giáp lai mối nối được chưa ạ nó có rất ít cái mạch giáp lai mối nối và bản thân nếu mà nhà nào mà cẩn thận ý, trước khi chúng ta lắp đặt tấm tường alc này chúng ta lăn cái sơn trung thấm lên trước rồi chúng ta lắp đặt từ bên trong chúng ta lắp đặt ra Thế còn đối với cái tường gạch nhá. Đây, các anh các chị có thể nhìn đây. Đây. À, nhìn đây. Tường gạch các anh các chị nhìn thấy không? Nó chi chít là mạch vữa. Nó chi chít là mạch vữa. Mà chúng ta cũng uh, xây sát nhà hàng xóm thì ở phía bên ngoài nó cũng như ở phía mặt bên trong là nó có vô số cái nguy cơ tiềm ẩn về khả năng nước nó chảy vào trong nhà so với tấm tường ALC. Thế ngoài ra cái tấm tường ALC nó còn có một đặc điểm như này nữa nhá. Các anh các chị nhìn vào đây cái mạch này này mạch này này các anh các chị biết là gì tấm alc là có mạch hèm âm dương có nghĩa là nó ra đây như thế này nó có hèm âm dương như thế này đấy và cái tấm kia nó như thế này thế thì ở cái hèm dương này của cái tấm ở phía bên dưới nó gồ lên trên giả sử như ở phía bên ngoài nước nó thấm vào thì cái hèm dương này nó sẽ ngăn nước chảy ra phía bên ngoài khiến cho cái khả năng chống thấm của cái tấm tường alc này khi mà chúng ta xây chèn nhà hàng xóm là khả năng chống thấm của nó là cao hơn hẳn so với tường gạch xây chúng ta không làm gì được ở phía mặt ngoài các anh các chị ạ thế còn tất nhiên là khi chúng ta lắp đặt xong mà khe giữa hai nhà thì chúng ta sẽ trao đổi với nhà hàng xóm để chúng ta làm một cái máng xối giữa hai bức tường ngăn không cho nước chảy vào cái khe giữa hai nhà thì lúc đấy là cái bức tường này là yên tâm tuyệt đối luôn Đấy. Thế thì vậy thì em Cường đã cơ bản là chia sẻ cho các anh các chị một cách rất là chi tiết về tấm tường ALC này hoặc là tường xây gạch cho cái hệ nhà khung thép thế hệ thứ bảy nó như thế nào. Thế thì chắc chắn là gì? Đối với cái bộ khung này nó chắc như thế rồi mà nó lại còn ưu việt khi mà chúng ta xây tường hay là lắp đặt tấm tường ALC cho cái khung nhà thế hệ thứ bảy thì anh chị hoàn toàn ăn ngon ngủ yên với bộ giải pháp mà em cường đang cung cấp trên thị trường thế thì mời các anh các chị lên tầng tum để xem xem là ở cái tầng tum cái đợt bão số 3 vừa rồi là nó hắt vào kinh khủng luôn thì có vấn đề gì hay không đấy thế còn ở đây nhá em em đứng đây nhá em nhìn các anh các chị nhìn đấy này cái đợt vừa rồi bão số 3 cái tường cái nhà này là thông hống hết chưa có cửa kính bình thường có cửa kính vào gió nó lật nó thổi vào thì nó còn không bị giật thế mà khi mà cái cái tường mà nó mở chưa có lắp đặt cửa như này ấy, thì cái, cái cái nguy cơ mà bị sập tường khi mà gió nó thổi mạnh ấy, là nó sẽ cao hơn nhưng mà toàn bộ cái nhà này là sau khi mà mà cơn bão số 3 đi qua thì vẫn còn y nguyên và thực ra nó rất là chắc Đấy, các anh các chị thấy không? Đấy, chắc cực kỳ luôn Đấy, chắc lắm ấy các anh các chị ạ Chắc lắm Thế còn đây là cái bức này là bức sanh hàng xóm này Đấy, bức sanh hàng xóm. Chắc lắm Thế hoặc các anh các chị hoàn toàn yên tâm nhé Bây giờ lên từng tum để xem xem là cái tường ở trên đấy nó như thế nào các anh các chị nhé Và mời các anh các chị đi cùng em Rồi, ok Đây là một cái tường tầng tum các anh các chị nhé Và cơn bão số 3 vừa qua nó, nó thổi trực tiếp vào đây Thế còn nếu như mà mưa mà các anh các chị nhìn thấy này, từ mặt ngoài và mặt trong này là cái bức tường nó vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng mà cái mà em cường muốn uh, trao đổi nhiều nhất với các anh các chị thì nó lại không nằm ở ở đấy mà nó lại nằm ở hai cái bức tường ở hai hông này. Phía bên này là có một bức tường ALC. Đây em em đứng quay như này là các anh các chị nhìn nhìn thấy rõ nhất này. Thứ nhất đây là cái cột thép nhồi bê tông. Thì ở chỗ này là có liên kết uh, bu lông. Thế cho nên là em ốp một cái uh, cốp pha vào Sau khi dỡ ra thì hơi phình một tí Rồi em cho đục tỉa Để mấy nữa là chát Thế canh các chị nhìn no bê tông chưa Một cái cột thép y mà no bê tông như thế này Thì nó chắc như thế nào Thế nhưng mà canh các chị đưa mắt sang bên này Canh các chị nhìn thấy là Toàn bộ cái tuyến tường ALC này của em Là xây phủ ra phía bên ngoài Của cái cột này Được chưa Đấy xây phủ ra phía bên ngoài Của cái cột Thế còn ở phía bên này, canh các, các chị đi theo em sang bên này. Rồi, đây, chính là cái bức cầu thang mà canh các, các chị được xem đấy, là chủ đầu tư là tiến hành là xây gạch, đấy, tường 220. Thế thì canh các, các chị vẫn hỏi em, em, em Cường là gì, xử lý khe giữa hai nhà này như nào? Đây, đây chính là khe giữa hai, hai nhà đây đúng không? Đấy, nếu như mà mưa mà nó xuống thì nó cũng giống như cái này này, là nó có nước này. Đây này, nó có nước nó chảy qua khe giữa hai, hai, hai nhà này. Đúng không? Rồi, đấy, nó sẽ có nước chảy qua khe giữa hai nhà. Đối với tường gạch ngoài này, sau khi xây xong các các chị nhìn thấy cái mạch vữa nó lổn nhổn này chưa? Mạch vữa lổn nhổn này chưa? Thì cái nước mà nó chảy qua khe giữa hai nhà thì cái mạch vữa này không thể nào chống được. Không thể nào chống chọi được. Chính vì vậy mà đối với cái tấm tường ALC ấy, cái khả năng chống thấm khe giữa hai nhà này nó cao hơn hẳn. Thế còn tất nhiên là mình sẽ phải có cái máng xối để ngăn nước. Đây, thế còn các các chị sang bên này thì nhìn thấy nhá. Cái tấm tường ALC ở khe giữa hai hai nhà đây. Đây. Này. Đây. đây. Đấy, nó ít mạch. Nó ít mạch cực kỳ luôn. Nó rất ít 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 mạch và hơn nữa là nó có cái hẻm âm dương ở đây. Thế nếu mà nước nó chảy vào thì cái hẻm âm dương này nó sẽ ngăn nước chảy vào. Chính vì vậy mà cái khả năng chống thấm của cái tường ALC này khi mà chúng ta xây một cái bức tường khi mà chúng ta xây một cái bức tường giáp ranh giữa hai nhà thì tấm ALC nó phát huy cái hiệu quả hơn hẳn so với cái việc là chúng ta xây tường gạch. Thế còn ở ngước lên trên này thì các anh các chị có thể nhìn thấy là gì? Cái rầm của em đây. Các anh các chị nhìn thấy cái rầm của em chưa? Cái rầm này nó no đặc bê tông ở phía bên trong, nó không có cái hốc hác ở mặt bên bên ngoài. Chính vì vậy mà chúng ta không phải xây chèn cho cái hốc dầm. Đấy và chúng ta chỉ việc bọc lưới chúng ta chát thôi. Như vậy là làm nhà thép thế thứ bảy và lắp đặt tấm tường ALC nó cho một cái hiệu quả về kinh tế nó cao hơn hẳn so với cái việc là làm cái giải pháp nhà truyền thống các anh các chị ạ. Và tiếp theo nữa là gì? Cái nguy cơ thấm của cái tấm tường ALC lắp đặt cho nhà thép thế hệ thứ bảy là giảm hẳn so với cái việc là chúng ta sử dụng uh, khung thép uh, truyền thống mà chúng ta phải đi xử lý cái hốc cột, hốc dầm cho nhà. Bởi vì nó no như thế này rồi chúng ta không phải xử lý gì cả. Mà chúng ta chỉ việc dán lưới vào và chúng ta bả là đã xong rồi. Đấy. Thế thì em Cường xin kết thúc cái video giới thiệu về tường lắp đặt cho nhà thép thế hệ thứ bảy. Các anh các chị ạ và các anh các chị hoàn toàn yên tâm là gì? Khi mà chúng ta làm nhà thép thế thứ bảy rồi, nó vừa tốt nó vừa chắc chắn, mà bản thân là cái khả năng mà chúng ta hoàn thiện đồng bộ các cái vật liệu khác từ tường gạch xây cho đến tấm ALC là nó tốt hơn hẳn so với các giải pháp khác. Và em cường khẳng định là đối với nhà thép thế thứ bảy này, thì cái chi phí của nó, nó, nó rẻ hơn hẳn so với nhà thép truyền thống, các anh các chị nhé, tốt hơn, rẻ hơn, nhưng thi công lại vẫn nhanh hơn và độ cứng thì tăng 1,29 lần. Em cường xin kết thúc video tại đây. Chào các anh các chị.